trao đổi phiền não. Hôm nay đến sớm rồi, còn phải đợi mấy phút nữa, con đồ ta mới tan học. Thưa ngài, chúng tôi đang tiến hành hoạt động tư cống hiến vì bảo vệ môi trường. Ngài uống xong chai nước, có thể cho chúng tôi làm vật liệu để tái chế. Được thôi. Cảm ơn, tặng ngài một món quà nhỏ. Tạm biệt. Còn có quà nữa à? Cái mũ này rộng quá. Các bạn nhỏ, tuần sau khi tham gia đại hội thể thao, chúng ta đều phải đổi mũ này. Nhớ cất kỹ lấy, không được làm mất đâu. Cô Nguyệt Nha ơi, cái mũ này nhỏ quá. Có cái nào to hơn một chút không ạ? Việc này đều là cỡ trung bình, tất cả đều to như nhau. Vâng, vậy thôi. Con được to, bên này. Ồ, con được to cũng có mũ mới à? Vâng ạ, phải đổi trong đại hội thể thao. Nhưng mà có vẻ hơi nhỏ. Xem này, bố cũng có một chiếc mũ mới, có vẻ hơi to. Bố đồ nhỏ, sao mũ của bố to như vậy? Ồ, người làm mũ chắc chắn không nghĩ tới cảm nhận của những người có đầu nhỏ như bố. Đúng thế, chắc chắn cũng không nghĩ tới cảm nhận của những người có đầu to như con. Con chẳng dám chạy nữa, con cẩn thận là sẽ bị rơi mất mũ. Mũ của bố thì lắc thế nào cũng không rơi, nhưng lại chắn mất tầm nhìn của bố. Bố đồ nhỏ. Ây da, mũ của con bay mất rồi. Đầu to đầu nhỏ đều thật là khổ. Xem ra cái mũ này không thể đổi được. Nguy hiểm quá. Bố đồ nhỏ, bố có thể quay ngược mũ lại mà đổi. Như vậy phần lưỡi trai sẽ không che mất tầm nhìn nữa. Đúng thế, con đầu to thật thông minh. Có chút hiệu quả. Con đầu to, bố cũng giúp con nghĩ ra một cách hay. Bố đồ nhỏ, xong chưa? Thế nào? Tốt quá rồi, mũ của con sẽ không rơi nữa. Quay ngược lại, đội cũng không được, vẫn bị tụt xuống che mắt. Con đồ to, sao con không đi nữa? Bố đồ nhỏ, trên đầu con mọc thêm một cái nút thắt hình con bướm. Đúng thế, bố dùng nó để giúp con cố định mũ mà. Con không thể nào, con đã đổi cái nơ con bướm này đi xa như vậy. Xong rồi, nếu như bị bọn kẹo bông nhìn thấy, nhất định sẽ cười con mất. Con không đổi nữa, không đổi nữa. Con đồ to, đây là biện pháp cuối cùng rồi. Chúng ta nhất định phải kiên trì về tới nhà, mới có thể để mẹ tập về giúp chúng ta sửa mũ cho vừa hơn. Được ạ. Dùng táo để chặn mũ lại thì sẽ không sợ bị gió thổi bay mất. Không sai, bố cũng không cần lo mũ sẽ trượt xuống che mất tầm nhìn nữa. Anh đồ to, hai người đang tập diễn xiếc à? Bố con anh đang... Xem ra biểu diễn xiếc cũng không đơn giản. Vậy hai người cứ tập đi nhé. Chán quá đi mất. Đều tại cái đầu to của con. Đầu to thì thông minh mà. Nhưng mà đầu to thì ngay cả mũ cũng không đổi được. Bố cũng có nỗi khổ mà. Đầu nhỏ cũng không dễ mua được mũ vừa vặn. Ấy đúng rồi, chúng ta đổi mũ cho nhau chẳng phải sẽ được sao? Đổi mũ ư? Kích thước vừa vặn luôn. Mũ con cũng rất vừa. Bố đồ nhỏ, bố thật là thông minh. Thông minh hơn mũ một chút. Nếu sớm nghĩ ra thì chúng ta đã về nhà từ lâu rồi. Phiền não của chúng ta đã được giải quyết rồi. Còn không phải sao? Thật ra mỗi người đều có những nỗi phiền não khác nhau. Nhưng đôi khi chỉ cần động não một chút, vấn đề sẽ được giải quyết. Đúng thế, đúng thế.
đồ to tiết kiệm. Còn bao lâu nữa? Con đói quá. Tới đây. Bánh nướng mới ra lò đây. Ê da, mất bánh nướng rồi. Wow, bố đồ nhỏ đã cứu được bữa trưa của nhà mình. Bố đồ nhỏ giỏi quá đi mất. Bố đồ nhỏ thật là giỏi. Bánh nướng này ngon quá đi mất. Mẹ tập về, đây là bánh nhân gì thế? Có vẻ như con chưa từng được ăn. Nói cho hai người biết, chính là nhân rau dại đấy. Chẳng trách ngon như vậy. Đã lâu lắm rồi, chưa được ăn bánh nướng ngon như vậy. Mẹ tập về, rau dại này ở đâu ra thế? Trên bãi cỏ trong khu dân cư nhà mình, đều do em tự tay hái đấy. Trên bãi cỏ trong khu dân cư có trồng rau ư? Sao con không nhìn thấy? Trên bãi cỏ trong khu dân cư có rau chứ. Con đồ to, rau dại thực ra chính là một loại cỏ dại, có thể ăn được đấy. Cỏ dại ư? Trời ơi, nhà mình đã nghèo đến mức phải ăn cỏ ư? Bố mẹ không nói cho mình biết, nhất định là sợ mình buồn. Mình nhất định phải tiết kiệm một chút, không để bố mẹ phải lo lắng. Con đồ to, hoa quả trắng miệng hôm nay là gì thế? Là quýt ạ. Nhà mình đã nghèo như vậy rồi, nhất định phải ăn dè một chút. Mời bố đồ nhỏ ăn quýt. Cảm ơn con đồ to. Con đồ to thật là hiểu chuyện. Nào, thêm một trái nữa. Còn nhiều quýt lắm. Con không cần nữa. Một ngày ăn một trái là đủ rồi. Số còn lại để dành ngày mai lại ăn tiếp. Đồ to, đá một cú thật xịn xem nào. Được thôi, xem cú đá vũ trụ sấm sét của mình đây. Không được, đá bóng hại dày quá. Mình không chơi nữa. Hả? Đồ to sao lại đi rồi? Nhất định là cậu ấy bị công phu đá bóng của nữ hiệp Mao Dung Dung dọa sợ rồi. Con đồ to, chơi ở trong nhà cũng phải chú ý an toàn đấy. Đều tại đôi giày này. Ồ, thì ra là vì giày hỏng rồi à. Ngày mai bố mua cho con một đôi giày mới. Con đồ to, con muốn kiểu dáng như thế nào? Giày mới ư? Nhà mình đã nghèo đến mức phải ăn cỏ rồi. Bố đồ nhỏ, không cần mua giày mới đâu. Giày của con vẫn đi được, như thế này càng mát. Con đồ to sao hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Biết làm gì bây giờ? Con đồ to sao thế? Gặp chuyện gì khó khăn, bố có thể giúp con. Bố đồ nhỏ, cô giáo Nguyệt Nha nói ngày mai mỗi bạn nhỏ phải nộp một tác phẩm thủ công. Con đồ to, bố biết ở cửa hàng tạp hóa của chú Mao có bán một mô hình thuyền buồm, có thể tự mình lắp ghép đấy. Mô hình thuyền buồm ư? Thế nào, bố đi mua giúp con nhé. Không không, bố đồ nhỏ đừng tiêu tiền linh tinh nữa. Thật sự không mua ư? Không không, không mua, chúng ta phải tiết kiệm chứ. Có cách rồi, bố đồ nhỏ, bố giúp con dùng đồ phế liệu làm thủ công nhé. Bố rất sẵn sàng. Con đồ to, cửa lò vi sóng làm xong rồi. Công tác của con thì sao? Tới đây. Lò vi sóng thủ công của con tuyệt quá. Con phải cho mẹ tập về xem mới được. Mẹ tập về. Thế giống thật không? Giống thì có giống. Nhưng món đồ thủ công này tốn thời gian cả nửa ngày trời. Sao con không để bố đồ nhỏ mua mô hình thuyền buồm cho con làm chứ? Chuyện này, nhà mình đã nghèo như vậy rồi. Con không muốn bố đồ nhỏ tiêu tiền linh tinh nữa. Con đồ to, con nghe ai nói là nhà mình rất nghèo? Không phải là ai nói, là con nhìn thấy được. Mẹ tập về đã không còn tiền đi chợ nữa, đành phải hái rau dại cho cả nhà ăn. Chỉ vì như vậy thôi sao? Đúng thế, cho nên con phải là một đứa trẻ tiết kiệm. Con đồ to hiểu nhầm rồi. Thật ra mẹ hái rau dại không phải vì không có tiền mua rau, chỉ là muốn thay đổi khẩu vị mà thôi. Hả? Thật sự là như vậy sao? Vậy thì con có thể ăn quýt thoải mái. Giày đã bóng hỏng rồi, có thể mua giày mới. Đương nhiên rồi. Có điều, tinh thần tiết kiệm này của con đồ to là đúng. Bố và mẹ cần phải học tập đấy.
7. Bí mật của bánh bao. Bố đồ nhỏ, sao bánh bao vẫn chưa ra nhỉ? Bụng con đã bắt đầu biểu tình rồi. Con đồ to đừng sốt ruột. Tục ngữ có câu, món ngon không sợ chờ lâu. Thì ra bụng của bố đồ nhỏ cũng biểu tình rồi. Bánh bao nóng hổi, vừa ra lò đây. Wow, nhìn đã thấy ngon rồi. Vậy còn nhìn gì nữa? Bắt đầu ăn thôi. Ngon quá, nóng quá. Ngon thật đấy. Bố đồ nhỏ, bố cầm cái gì vậy? Đây là thứ vừa rơi ra từ bên trong bánh bao. Nhìn có vẻ giống như cành cây. Cành cây ư? Bánh bao này thật là mất vệ sinh. Để mọi người không ăn phải bị đau bụng, chuyện này chúng ta phải giải quyết. Giải quyết thế nào? Phải tìm ra bằng chứng trước đã. Chúng ta làm thế này. Hai người đang làm gì thế? Không làm gì cả. Thật ra chúng tôi muốn tìm mấy nhánh tỏi. Đúng, ăn bánh bao sao lại không có tỏi được chứ? Mẹ tạp dề của cháu nói tỏi có thể diệt virus. Sao không nói sớm? Để tôi mang ra cho. Ăn thoải mái, tỏi nhà tôi có rất nhiều. Thế này nhé, con đồ to. Hai bố con này thì thào. Rốt cuộc có âm mưu gì? Bố đồ nhỏ vừa rồi suýt nữa bị phát hiện. Cho nên chúng ta phải chia nhau ra hành động tìm chứng cứ. Cứ thế nhé. Đỗng Nhị ca, bánh bao nhà anh ngon thật đấy. Tôi nghe nói tài dùng dao của anh rất tuyệt. Có thể cho tôi mở rộng tầm mắt được không? Lẽ nào là muốn trộm nghề của mình? Có điều không sợ, tài dùng dao của tôi không phải một sớm một chiều có thể học được. Được, vậy tôi sẽ biểu diễn cho anh xem. Nhìn kỹ nhé. Giỏi thật đấy. Đúng là tài dùng dao đệ nhất thiên hạ. Tuyệt quá, Đỗng Nhị ca, anh là thần tượng của tôi. Rất sạch sẽ, còn sạch hơn cả bếp nhà mình nữa. Con đồ to, cháu đang làm gì thế? Tỏi ăn hết rồi, cháu tới tìm thêm tỏi. Con đồ to, chúng ta nhất định phải tra ra trong bánh bao có thứ gì không hợp vệ sinh. Lần này con đi đánh lạc hướng, để bố điều tra. Chú Động, có thể cho cháu xin một cục bột không? Đây, cháu chơi đi. Chú Động, tuy cháu không biết nặng bánh bao, nhưng ở trường mẫu giáo, cháu nặng đất sét rất giỏi. Cháu nặng cho chú xem nhé. Bố đồ nhỏ nhất định phải thành công đấy. Con đồ to, nhìn cháu nặng bột. Chú lại nhớ tới hồi chú còn nhỏ. Lúc đó chú còn biết nặng nhiều hình hơn cháu. Chính là cái này. Cuối cùng mình đã tìm ra rồi. Bố đồ nhỏ, rốt cuộc anh đang làm gì? Không phải anh lại tới tìm tỏi đấy chứ? Tôi tìm chính là cái này. Đây chính là chứng cứ. Trong bánh bao của chú có cành cây, quá mất vệ sinh. Đây là lừa dối khách hàng. Hai người nói đây là cành cây ư? Lẽ nào đây không phải là cành cây? Đương nhiên không phải. Đây gọi là nấm san hô, là một loại nấm giàu dinh dưỡng của Vân Nam. Cũng chính là nấm khô. Nấm khô ư? Đúng thế, loại nấm khô này để ở trong nhân bánh bao rất giàu dinh dưỡng. Hai người lại không biết ăn đồ ăn tốt như vậy. Chúng tôi... Đỗng Nhị ca, thật là xin lỗi. Chúng tôi đã hiểu nhầm anh rồi. Bố con cháu còn tưởng là cửa hàng bánh bao của chú mất vệ sinh. Không sao, về mặt vệ sinh thì hai người cứ yên tâm. Nhìn này, cửa hàng nhà tôi là cửa hàng tiêu biểu về vệ sinh của thành phố đấy. Vậy chúng tôi ăn bánh bao càng yên tâm hơn. Cũng không cần dùng tỏi để diệt virus nữa.
Tú cưng đi đâu mất? Hai chú nhóc con này chạy đi đâu mất rồi? Anh đẹp trai, anh đang làm gì thế? Hôm nay lúc anh dọn dẹp vệ sinh, không trông nom kỹ hai chú cún con, chúng nó chạy ra ngoài, đến giờ vẫn chưa tìm được. Cún con như thế nào ạ? Để em tìm giúp anh. Thật sao? Là hai chú cún giống Alaska mấy tháng tuổi. Chắc ở xung quanh đây thôi. Bình thường chúng rất nghịch ngợm. Không ngờ lần này anh vừa mới không để ý là đã chạy đi đâu mất rồi. Con đồ to, hai chúng ta thi xem ai tìm được hai chú cún con về trước nhé. Được thôi, nhất định con sẽ thắng. Xem bố đây, con đồ to, chúng ta thi nhé. Bố nhất định sẽ tìm được hai chú cún đó trước con. Anh đẹp trai, lúc nào thì anh phát hiện ra chúng biến mất? Hôm nay lúc dọn dẹp vệ sinh, anh liền cho chúng ra khỏi chuồng, định nhanh chóng dọn xong rồi lại thả chúng vào. Kết quả lúc làm xong lại không thấy chúng đâu nữa. Được rồi, em sẽ biết chúng đi đâu. Anh đẹp trai chờ nhé. Em chắc chắn sẽ tìm ra cún con của anh trước. Các bé con ơi, mau ra đây. Ta sắp tìm thấy rồi. Bố đồ nhỏ, nhất định con sẽ tìm thấy trước bố. Con tìm thấy rồi, con tìm thấy rồi. Con đồ to, tìm thấy rồi ư? Con thấy chúng rồi, ở bụi cây bên đường. Con thắng rồi. Lại đây, ngoan nào, ra đây với anh nào. Con đồ to, nhẹ nhàng thôi. Bố đồ nhỏ, giúp con kiếm ít đồ ăn lại đây. Có đồ ăn, chắc chắn chúng sẽ chui ra, để anh đi lấy. Mau lên, ra đi nào. Thức ăn chó đây. Đây là loại chúng vẫn ăn hàng ngày. Chắc chúng có thể ngửi ra mùi. Rắc thức ăn thành một đường dẫn vào chuồng. Chúng đi theo con đường thức ăn đó, sẽ đi vào trong chuồng. Ý hay đấy. Anh đẹp trai, hai chú cún con này bình thường có đồ chơi yêu thích không? Anh nhớ ra rồi, giờ anh đi lấy. Đây, cố lên. Bố đồ nhỏ, kỹ thuật của bố kém quá. Các bé con, gấu bông các em thích nhất đây rồi. Mau ra đây xem đi. Anh đẹp trai, anh hiểu thú cưng nhất. Mau nghĩ cách để chúng vào chuồng đi. Cứ để đó cho anh. Thành công rồi. Cảm ơn hai bố con. Không có gì, chỉ cần cún con không bị mất là được rồi. Hơn nữa,
Tìm kiếm con em cũng thấy rất vui. Còn thắng cả bố đồ nhỏ nữa. Kẹo bị tịch thu rồi. Mình biết ngay mà, yêu quái nhất định bị Tôn Ngộ Không đánh bại. Ăn nhiều kẹo như vậy à? Con đồ to, con còn muốn cắt ăn không hả? Con chỉ ăn một ít thôi mà. Đây gọi là một ít sao? Bắt đầu từ bây giờ, mẹ sẽ tịch thu tất cả kẹo. Trong nhà không cho phép một viên kẹo xuất hiện. Đúng rồi, đừng mong lén ăn được. Mẹ sẽ bảo bố đồ nhỏ giám sát con. Mẹ tập giờ bảo mình tới lục soát kẹo mà con đồ to giấu. Ở đâu có kẹo nhỉ? Con đồ to giấu kẹo ở chỗ nào đây? Mẹ tập giờ giỏi thật. Con đồ to đúng là giấu kẹo thật. Giấu ở đây à? Con đồ to giỏi thật. Giấu trong tất thì cần ăn được sao? Bố đồ nhỏ, trả kẹo lại cho con. Sao bố có thể tùy tiện lấy kẹo của người khác? Bố cũng không muốn, nhưng không làm khác được. Đây là mệnh lệnh của mẹ tập về. Mẹ nói là tịch thu tất cả, biết không hả? Tịch thu tất cả. Giờ thì đúng là một viên kẹo cũng không còn. Biết đi đâu tìm kẹo ăn bây giờ? Báo cáo tư lệnh, đạn dược của kẻ địch đã giao nộp đủ. Tốt lắm, phải đảm bảo trong nhà không có một viên kẹo nào để ăn. Rõ. Ngay cả đường viên cũng bị tịch thu hết. Không có viên đường nào, tình như cũng hơi quá đáng. Cà phê đen thật là đắng. Đều tại con đồ to, hại mình ngay cả một viên đường cũng không tìm được. Cái này cũng có thể dùng tạm. Mẹ tập về, con giúp mẹ nhé. Được, vậy con giúp mẹ nhặt rau đi. Mình nhớ là ở đây có đường trắng mà. Ngọt quá đi mất. Nghẹn chết đi được. Nước, con muốn uống nước. Mau đưa nước cho con. Bố đồ nhỏ, sao bố lại có đường? Thật ra, đây là cà phê. Đường này là... Con đi mách mẹ tập về. Con đồ to, chúng ta thương lượng đi. Thương lượng cái gì? Vừa rồi bố nhìn thấy mẹ đánh rơi một túi đường viên. Nếu con không mách mẹ tập về, bố sẽ chia cho con. Có điều... Ăn nhiều đường đúng là không tốt. Sẽ bị sâu răng, ảnh hưởng tới việc hấp thu, chuyển hóa thành chất béo. Vậy mà bố cần ăn. Nhưng mà cơ thể con người cũng cần có chất đường. Cho nên ăn đường nhất định phải có mức độ, không được ăn nhiều. Con biết rồi, sau này con hứa sẽ không ăn nhiều đường. Nhưng mà mẹ tập về chẳng cho ăn chút nào. Không sao, chúng ta đừng để mẹ phát hiện là được. Bố đồ nhỏ uống gì thế? Cà phê đen. Cà phê đen có thể giảm béo. Con đồ to, con uống gì thế? Nước lọc ạ. Rất tốt, nước lọc là tốt nhất. Mẹ đi giặt quần áo. Hai bố con xem phim tiếp đi. Của bố là cà phê cho thêm đường. Của con là nước lọc có vị ngọt. Cái áo của bố đâu? Bị mẹ tập về mang đi giặt rồi. Chết rồi, đường viên vẫn còn ở trong túi áo. Đường bị giặt thành nước rồi, phí quá. Chúng ta phải mau chóng tắt máy giặt. Đổi nước giặt lại. Con đồ to, bố đồ nhỏ,
Hai bố con lại ăn đường rồi. Con hứa sau này sẽ không ăn lén đường nữa. Bảo vệ đài phun nước. Bố đồ nhỏ, con diều này thật sự có thể bay lên sao? Con đồ to, bố biết con đang nghĩ cái gì? Con không phải chỉ thấy con diều này xấu hay sao? Thì ra bố cũng biết à. Trình độ vẽ tranh của bố có hạn, nhưng con phải biết rằng diều có thể bay lên được hay không là dựa vào bộ khung. Bố làm khung diều, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Ở đây đi. Chỗ rộng rãi thế này, thích hợp để thả diều. Bố đồ nhỏ, để con thả một lát. Anh xem chỗ này, gạch trên thành hồ nước đều rơi hết cả, còn hơi rò nước nữa. Đúng thế. Cái đài phun nước này cũ quá rồi. Chúng ta phải nghĩ cách xử lý thôi. Xử lý ư? Bố đồ nhỏ, họ muốn xử lý đài phun nước cũ của khu dân cư sao? Đúng thế, lẽ nào muốn dỡ bỏ đài phun nước cũ ư? Hả? Không phải chứ. Bố đồ nhỏ, con không muốn đài phun nước cũ bị dỡ bỏ đâu. Chúng tôi ước rằng chúng tôi mãi mãi là bạn tốt. Đài phun nước, xin hãy làm chứng. Bố cũng không muốn đài phun nước cũ bị dỡ bỏ. Ở đây có biết bao hồi ức tốt đẹp. Không được, không thể khoanh tay ngồi nhìn. Chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ đài phun nước. Bố đồ nhỏ, con đã chuẩn bị xong rồi. Vậy chúng ta xuất phát nào. Con đồ to, trong cặp sách của con rốt cuộc đựng thứ gì thế? Là vũ khí bí mật của con. Con nói rồi, con sẽ có thể bảo vệ đài phun nước. Đây là ý gì? Bố đồ nhỏ, đây chính là cách hay của con sao? Vâng, bố đồ nhỏ, con sẽ đeo nó lấp dưới đáy đài phun nước. Sau đó, để lộ ra cái đuôi cá lớn, vừa làm thủy quái, để dọa những người đến dỡ đài phun nước. Trong đài phun nước xuất hiện thủy quái, con không sợ bị người ta bắt đi nghiên cứu sao? Vì đài phun nước, con không sợ. Con đồ to, bố khen ngợi lòng dũng cảm của con. Nhưng mà con xem, mực nước trong đài phun nước chỉ đến đầu gối. Con nấp ở dưới nước, vừa nhìn là đã thấy rồi. Làm sao dọa người khác được? Chuyện này con chưa nghĩ tới, cho nên vẫn phải nhìn bố đây. Bố đồ nhỏ, bố định làm gì? Đương nhiên là khiến nước biến thành màu xanh rồi. Dọa những người thợ kia, nói là nước có độc, tuyệt đối không được chạm vào. Bố đồ nhỏ thật hồ đồ. Như vậy, họ sẽ càng muốn dỡ bỏ đài phun nước có độc, không phải sao? Đúng thế, hình như đúng là như vậy. Xem ra, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất thôi. Con đồ to, hôm nay chúng ta ngủ ở đây để canh chừng. Quyết không để người khác dỡ bỏ đài phun nước. Đúng thế, bố đồ nhỏ nhìn này, con mang cả đồ ngủ đến, còn cả kem đánh răng, bàn chải, đèn pin, vật bắt mũi. Không cần chuẩn bị đầy đủ thế chứ. Đây không phải bố đồ nhỏ và con đồ to sao? Hai người sao lại cắm trại ở đây? Chúng tôi muốn thế. Con đồ to, không được hỗn. Phải nói là chúng tôi muốn cắm trại ở đây. Vậy thì sao? Ai quy định không được cắm trại ở đài phun nước chứ? Không sao cả. Có điều, mời hai người tránh ra chút đã. Chúng tôi muốn... Không, không được. Cái gì không được? Vì sao không được? Nói thật với hai chú, cháu và bố đồ nhỏ canh giữ ở đây là vì biết các chú sẽ lén đến dỡ bỏ đài phun nước. Đúng, không được dỡ bỏ. Đài phun nước này đã ở đây từ ngày xây dựng khu dân cư này. Mười mấy năm mưa gió bão bùng đều không sợ, đem đến biết bao niềm vui cho dân cư của khu này. Cho nên các anh không thể nói dỡ là dỡ được. Dỡ bỏ đài phun nước ư? Ai nói vậy? Không phải các anh tới. Chúng tôi đến kiểm tra đài phun nước này để chuẩn bị tiến hành tu sửa. Thì ra là như vậy.
Sau khi tu sửa, đài phun nước cũ giống như mới vậy. Ước nguyện ở đây nhất định càng linh nghiệm. Đài phun nước thân yêu, mong ngươi và khu dân cư này mãi mãi ở cùng chúng ta. Mãi mãi. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui.